Thưa quý vị, nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom phân loại rác thải, nhất là rác thải nhựa khó phân hủy, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã xây dựng nhiều mô hình mới về môi trường, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Theo đó, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Khê, quận Thanh Khê đã sáng tạo xây dựng mô hình chai xanh yêu thương trên địa bàn. Dịch bệnh dẫn đến hạn chế ra ngoài, thì mỗi tuần, mỗi tháng, bà Võ Thị Tuyết Mai, chi hội trưởng phụ nữ 10 Thuận An, phường An Khê đều tự phân loại số rác thải tại nhà mình mà bà đã thu gom được. Bà Mai tỉ mỉ, cẩn thận phân loại số chai, lon, giấy, đồ điện tử ra để trong các bao khác nhau. Đối với bà, việc làm này đã trở thành nếp sống của bản thân. Bên cạnh đó, với mô hình chai xanh yêu thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, thì bà Mai chia sẻ nó rất thuận lợi, dễ dàng cho người dân. Chẳng hạn như khi nhà đầy chai nhựa lon thì mỗi người có thể tự xách ra điểm tập kết chai xanh yêu thương để bỏ vào bất cứ lúc nào. Cô thấy là rất là có ích, là các hội viên nhìn thấy là họ phấn chấn, chứ hồi nào giờ họ đã làm quen rồi, nhưng mà giờ họ thấy cái chai xanh yêu thương á là họ rất là thích. Mà sau này là cô cũng muốn là trong chi hội cô hội viên cũng muốn nhân rộng lên, làm thêm 1-2 cái nữa. Tháng 3 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thí điểm xây dựng mô hình chai xanh yêu thương là điểm tập kết chai nhựa vỏ lon tại chi hội 2 An Xuân, nhằm tuyên truyền vận động chị em hội viên phụ nữ thực hiện việc phân loại rác thải, thu gom vỏ chai nhựa, chung tay làm tốt công tác bảo vệ môi trường sống, đồng thời xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ hội viên phụ nữ trẻ em khó khăn trên địa bàn. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã triển khai nhân rộng mô hình trên đến các chi hội và đã có thêm 3 chi hội thực hiện mô hình là chi hội 6 Tân Hòa, 10 Thuận An và 2 Đông Xuân với tổng cộng 7 chai xanh yêu thương trên địa bàn. Trước đến nay là cái cách thu gom của hội viên là mọi người cứ bỏ vô vào trong bao và đem đến đổ ra đó, chứ nó không có một cái địa điểm cố định. Nhưng từ khi mà có cái mô hình chai xanh yêu thương, các cô các chị là đem tới và sau đó phân loại bỏ vào trong chai, nó rất là thuận tiện, dễ mình dễ bảo quản và nó sẽ cũng không gây ô nhiễm môi trường, không gây mùi hôi. Vì mình để ở đây là nó sẽ là thuận tiện cho những người họ đi qua trong gia đình, họ có khi họ sử dụng, họ có 1-2 cái họ đi qua thuận tay họ cũng sẽ bỏ vào trong chai cho mình. Thì cũng thấy hội viên trong chi hội cũng như là phụ nữ trên địa bàn phường rất là hưởng ứng trong cộng đồng của các khu dân cư, từ như là những hội đoàn thể khác cũng giống như là hội viên, hội dân cũng đã phát huy triển khai nhằm nâng cao cái ý thức của mình bảo vệ môi trường. Không chỉ có vậy, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng tích cực triển khai một số mô hình tiêu biểu là thùng rác phân loại rác thải, với hơn hàng trăm thùng rác đã được cấp phát cho bà con nhân dân. Và những mô hình như thế này đều nhận được sự hưởng ứng của đông đảo chị em, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về phân loại rác thải, chuyển nhận thức thành hành động, xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại địa phương.